Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trong cái bài này á, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn 10 cách để có thể giữ được tiền của mình, đặc biệt đối với những người hay hết tiền. Ok, chúng ta sẽ vào liền luôn các bạn nha. Vô. Trước khi vô bài, các bạn lưu ý nha, chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào 7 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Bạn chỉ cần vào YouTube, gõ từ khóa bài học kinh doanh web 5 ngày và sau đó bấm vào cái danh sách phát bài học kinh doanh web 5 ngày chính chủ. Nhớ nha, chúng tôi lên đều đặn hàng tuần hết, không bỏ một tuần nào cả. Rồi, đây là cái cách đầu tiên để chúng ta có thể giữ được tiền của mình. Để tránh tình trạng mau hết tiền, để tốc độ hết tiền của chúng ta đó, nó chậm hơn cái tốc độ kiếm tiền. Vậy thì cách đầu tiên là gì? Đó là nói không với hàng giảm giá. Để tôi giải thích cho các bạn nghe, các bạn khoan bực bội ha. Khi mà các bạn mua những cái mặt hàng giảm giá đó, thì thực chất á, các bạn có khuynh hướng mua những thứ mà mình không thực sự cần. Đúng không? Ví dụ, các bạn mua sách giảm giá đi, các bạn để ý mà xem, bạn ít đọc lắm. Hoặc là bạn mua những cái bộ quần áo giảm giá đi, bạn sẽ rất mau chán. Tại vì sao? Bạn không thực sự thích nó. Cái lý do bạn mua nó là vì cái sự kích thích, là tôi không mua thì cái đợt giảm giá nó không còn. Đó là lý do chính. Chứ không phải bạn mua nó vì bạn thích nó hay là vì bạn cần nó. No. Các bạn phải nhớ nha, mua cái thứ mà mình không cần thì dù cho nó rẻ cách mấy thì đó cũng là sự lãng phí, tại vì bạn không thực sự dùng nó nhiều. Thành ra làm ơn nha, mình chỉ nên tập trung mua thứ mà mình cần mà thôi. Và nếu may mắn cái lúc mà bạn mua cái thứ bạn cần á, nếu may mắn lúc đó có cái đợt giảm giá diễn ra thì ok, bạn rất hên, chúc mừng bạn. Nhưng hãy nhớ, còn bình thường á thì làm ơn đừng quan tâm tới những cái chương trình khuyến mãi, đừng quan tâm tới những cái đợt giảm giá, vì nó sẽ kích thích bạn mua những thứ mà bạn không cần. Đó là sự lãng phí lớn và làm cho bạn không giữ được tiền. Rồi, cách thứ hai để chúng ta có thể giữ được tiền của mình, giữ chặt ở trong túi luôn ha, không có bị thất thoát. Đó là gì? Khi mà mua các vật dụng á, hãy mua theo nhu cầu cốt lõi của mình, chứ đừng mua theo nhu cầu nâng cao. Để tôi giải thích cho các bạn nghe nha. Ví dụ các bạn cần mua một cái laptop đi. Thì bây giờ các bạn cần xác định cốt lõi nhu cầu ở đây là gì? Các bạn cần cái gì? Nếu mà các bạn cần một cái laptop cho cái nhu cầu là làm việc văn phòng, Word, Excel, PowerPoint, chỉ như thế thôi, thì làm ơn hãy mua cái máy đủ xài cho những tính năng cốt lõi đó thôi. Đừng mua những tính năng nâng cao. Đừng có thấy một cái laptop mà nó trang bị thêm kỹ năng chơi game, trang bị thêm cái màn hình sáng trưng để làm đồ họa. Cái đó hay thiệt, nhưng đó là những nhu cầu nâng cao. Bạn có thực sự cần nó không? Tại vì nếu bạn mua một cái laptop mà nâng cao lên cái tính năng, nghĩa là bạn phải trả tiền nhiều hơn. Và đôi khi cái số tiền đó nó sẽ gấp rưỡi, thậm chí là gấp đôi cái nhu cầu ban đầu cho một cái laptop dùng để làm nhu cầu cốt lõi là văn phòng. Đúng không? Vậy thì bạn phải xác định cho nó kỹ, làm ơn. Khi mình mua một cái gì đó, hãy mua dựa trên nhu cầu cốt lõi của mình, cái nhu cầu quan trọng nhất. Đừng mua cho cái nhu cầu nâng cao. Bạn sẽ mất thêm một số tiền kha khá đấy cho một thứ mà bạn ít xài, nha. Rồi, cái cách thứ ba để chúng ta có thể giữ được tiền của mình không tiêu hoang, đó là gì? Mình cần biết sử dụng công cụ so sánh giá. Đây là cái công cụ rất hay các bạn. Khi các bạn cần mua một cái thứ gì đó đó, bạn sẽ biết được nơi nào bán rẻ nhất, thì các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền, nhất là những cái mặt hàng chính hãng. Thì ở đâu cũng bán cái mặt hàng đó, và mình lại không có nhiều tiền để mua nó nữa. Thì sẽ rất tuyệt vời nếu mình kiếm ra một cái nơi uy tín, nhưng bán với giá rất rẻ. Thì mình tiết kiệm được và mình giữ được rất nhiều tiền, đúng không? Thì bây giờ mình làm như thế nào đây? Có một trang web rất hay của Google, đó là Google Mua Sắm. Các bạn vào cái đường link đó là google.com/shopping nha. Sau đó các bạn hãy gõ tên cái sản phẩm mà các bạn đang cần mua. Ví dụ tôi gõ là cái AirPods Pro đi. Rồi thì nó sẽ liệt kê ra rất nhiều các nơi bán. Đương nhiên họ có thể bán cả cái cũ cái mới gì đó ha, tùy cái nhu cầu của các bạn thì các bạn cứ kéo. Các bạn cứ kéo xuống và các bạn chọn một cái nơi nào đó uy tín nhất với cái giá tốt nhất. Thì cái cách chọn cái shop uy tín thực ra cũng rất đơn giản các bạn. Các bạn chỉ cần lấy cái tên shop á, gõ trên Google, ví dụ như shop ABC đi. Bạn gõ là shop ABC có uy tín không? Thì nó sẽ ra rất nhiều cái review, cái thông tin về cái shop đó. Rồi các bạn vào YouTube hay là vào Facebook của cái shop đó xem thử xem họ có uy tín hay không. Đấy. Hoặc là các bạn tìm cái tên của cái shop đó ở trên những cái sàn thương mại giống như là Shopee, Lazada, Tiki.
Vì những cái sàn đó sẽ bảo vệ các bạn nếu trường hợp các bạn mua lầm. À, thì tìm ra cái shop uy tín rất đơn giản nha. Thì chỉ cần cái việc này thôi á, bạn sẽ luôn mua được những thứ mình cần với cái giá hời nhất nha. Phải biết sử dụng cái này. Và nếu mà có những cái mã giảm giá voucher gì đó, miễn phí vận chuyển gì đó, thì các bạn còn tiết kiệm được hơn nữa nha. Nhưng mà phải nhớ nha, xài cái cách này khi các bạn cần mua một sản phẩm nào đó, các bạn thực sự cần nó nha. Chứ đừng có mua lung tung thì giảm giá kiểu này vẫn lãng phí như thường à. Rồi, cách thứ tư để có thể giữ tiền của mình tốt, đó là khi mua sắm, đừng bao giờ mua hàng mà chưa qua tính năng wishlist. Wishlist là gì? Là một cái tính năng mà người ta hay tích hợp ở trên những cái trang mua sắm. Nó thể hiện một cái món đồ mà các bạn ước, các bạn muốn mua nó trong tương lai. À, có thể hiểu như vậy nha. Thì một cái thủ thuật của chúng ta là đừng bao giờ mua bất cứ món hàng nào thông qua cái nút mua trực tiếp. Bạn thích món hàng đó đúng không? Bạn thấy mình cần món hàng đó đúng không? Ok, hãy bấm cái nút wishlist để lưu cái món hàng đó lại, xem như một cái danh mục mình muốn mua, đừng mua liền. Và hãy để cái danh mục đó ví dụ như một tuần, 2 tuần, 3 tuần, và các bạn quay lại các bạn nhìn những thứ mà các bạn đã bấm vào cái nút lưu hay là cái nút wishlist đó. Lúc này, sau một vài tuần, các bạn nhìn xem các bạn có còn cần mua nó hay không. Nếu cần thì hãy mua, nếu đã chán rồi thì hãy xóa nó khỏi cái wishlist đó. Thì các bạn sẽ giảm được một cái điều, đó là số lượng những lần mua hàng bộc phát, số lượng những lần mua hàng nóng nổi, mua về không cần, phí quá phí, hết tiền là như vậy đó nha. Lần sau thấy bất cứ một cái áo, một cái quần nào, hãy bấm vào cái nút lưu lại, hoặc là cái nút yêu thích, hoặc là cái nút wishlist, và tạm lưu nó vào những danh mục bạn sẽ mua trong tương lai đi. Rồi chờ một thời gian quay trở lại, nếu vẫn còn cần thì cứ mua, còn nếu đã chán rồi thì yeah, các bạn sẽ không lãng phí ha. Rồi, đây là cách thứ 5 để có thể giữ được tiền của mình trong túi một cách vững vàng và ngon lành. Đó là gì? Đừng dùng thẻ tín dụng nếu bạn không có nhiều tiền nha. Bây giờ tôi giải thích trước, thẻ tín dụng là sao, là gì? Nôm na là như thế này nè các bạn. Ngân hàng sẽ cho các bạn mượn tiền và tiêu xài trước, và đến tầm cuối tháng thì bạn sẽ phải trả lại số tiền đã chi tiêu ha. Bây giờ tôi ví dụ bạn được cấp một cái thẻ tín dụng có hạn mức 10 triệu đi, có nghĩa là xài maximum 10 triệu trong một tháng ha. Bây giờ bạn mua một cái tủ lạnh giá 8 triệu đi, bạn quẹt thẻ, bạn quẹt cái thẻ tín dụng của ngân hàng đưa đó, thì lúc này bạn vẫn mua được cái tủ lạnh đó, kể cả trong túi của các bạn không có một xu nào luôn, bạn vẫn mua được vì bạn có cái thẻ mà, đúng không? Lúc này có thể hiểu là coi như là ngân hàng cho bạn nợ 8 triệu để mua, và tầm cuối tháng bạn sẽ có nhiệm vụ trả lại cho họ 8 triệu đó. Vậy thì bây giờ việc gì sẽ xảy ra nếu tới cuối tháng bạn không đủ khả năng để trả lại 8 triệu đó? Thưa quý vị và các bạn, mức phạt dành cho những người trả chậm thẻ tín dụng sẽ rất cao và có thể đẩy các bạn vào một cái vòng xoáy rất nguy hiểm về an toàn tài chính cá nhân. Nên là nếu các bạn không có nhiều tiền thì hãy đừng xài thẻ tín dụng. Hãy có bao nhiêu xài bao nhiêu, đó là cách tốt nhất. Bản thân tôi rất yêu thẻ tín dụng, tôi phải nói thật. Tôi cũng xài thẻ tín dụng nữa, nhưng với điều kiện các bạn phải có tiền thì các bạn mới nên xài thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng sẽ cung cấp cho chúng ta cái việc quản lý tiền nó dễ hơn, cung cấp cho chúng ta rất nhiều những dịch vụ hoàn tiền, những ưu đãi khi mua sắm rất tuyệt vời, nhưng nó dành cho người có tiền. Còn nếu bạn không có tiền và bạn dính vào cái vòng trả nợ chậm thẻ tín dụng, bạn sẽ phải trả một cái mức phạt rất cao. Phải nhớ cái chuyện đó. Đây là cách thứ 6 để chúng ta có thể ở một cái trạng thái bền vững về mặt tiền bạc. Và cái cách này gần như là phải bắt buộc có với bất kỳ ai sống trên cuộc sống này. Nếu thu nhập của các bạn chưa cao thì các bạn sẽ phải nghĩ về việc kiếm thêm tiền. Bên cạnh cái việc tiết kiệm và không tiêu hoang thì kiếm thêm thu nhập là một cái mục tiêu phải có. Và nếu các bạn muốn kiếm thêm tiền á, thì các bạn phải hiểu cái nguyên tắc cốt lõi này. Bạn có thêm kỹ năng, có thêm trình độ thì các bạn mới có thêm được thu nhập. Nếu các bạn trình độ y cũ như bây giờ thì tiền các bạn kiếm gần như nó cũng y cũ như bây giờ, không có gì thay đổi cả. Bạn chỉ kiếm nhiều tiền hơn khi trình độ của các bạn tăng lên, khi kỹ năng của các bạn tăng lên. Thành ra đừng bao giờ coi thường việc học. Bạn phải đầu tư tri thức, kiến thức vào bản thân mình để cái trình của các bạn tăng lên, thay bạn mới có thể kiếm nhiều tiền hơn. Đó là nguyên tắc muôn đời ở cuộc sống này nha. Giáo dục, kể cả tự học hay là đi tới nơi khác người ta dạy bạn, luôn phải là nhiệm vụ ưu tiên số 1 nếu các bạn muốn kiếm nhiều tiền nha. Đừng bao giờ coi thường cái việc đầu tư vào bản thân mình. Thì ở đây,
các bạn nhìn ở cái góc bên phải trên cùng của cái màn hình á, tôi có gắn vào đó một cái bài có cái tên là Bí quyết học gì cũng giỏi. Các bạn rảnh rảnh có thể bấm vào đó và xem những cái phương pháp, những cái chia sẻ của tôi về cái việc tự giáo dục để nâng cái trình của các bạn lên và các bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong cuộc sống này. Rồi ok, đây là bí quyết thứ 7 để giữ được tiền của mình vững chắc. Đó là gì? Đừng mua hàng theo những cái gói lâu dài nha. Đây là những cái đăng ký mà tính theo năm đó các bạn. Các bạn sẽ thấy cái này rất phổ biến. Ví dụ như những cái app, những cái ứng dụng ở trên Google Play hay là App Store đó, khi các bạn mua thì họ sẽ hỏi là các bạn muốn mua theo tuần, muốn mua theo tháng hay là mua theo năm. Và thường thường mua theo năm thì nó sẽ rất rẻ. Đừng mua những gói như thế. Tại vì sao các bạn? Bạn chưa hề biết là liệu bạn có sử dụng cái dịch vụ đó trong suốt năm hay không. Rất nhiều trường hợp đã xảy ra, bạn đăng ký một năm nhưng bạn sử dụng đâu đó tầm 2 tháng là bạn bỏ. Vậy thì còn 10 tháng còn lại là lãng phí, là vứt. Ổn chứ, đúng không? Kể cả bạn mua một cái gói một năm, nó rẻ hơn rất nhiều. Thì cái phần mà các bạn bỏ đi á, nó vẫn rất to và vẫn là một cục lãng phí. Thành ra lời khuyên của tôi, nếu các bạn sử dụng một dịch vụ nào đó mà có cái gói xài theo năm á, đừng sử dụng, hãy sử dụng theo tháng đi. Hãy sử dụng từng tháng, từng tháng, từng tháng và khi nào các bạn không cần nữa thì hãy hủy ngay lập tức nha, đừng sử dụng theo năm. Các bạn chỉ nên sử dụng theo năm với những dịch vụ mà các bạn thường xuyên sử dụng hơn một năm rồi. Và các bạn biết chắc chắn là mình sẽ vẫn cần nó hàng ngày trong những năm tiếp theo thì lúc đó hãy đăng ký theo gói năm. Còn với những dịch vụ mới hãy đăng ký theo từng tháng nha. Rồi ok, đây là bí quyết số 8 để có thể giữ tiền. Mình phải có kế hoạch sử dụng cái sản phẩm nào đó trước khi mua nó. Để tôi giải thích cho các bạn thông qua một cái ví dụ cụ thể. Tôi có một cái đứa em và gần đây á, nó xem trên mạng, trên báo gì đó, đột nhiên nó rất thích một cái sản phẩm, đó là bàn phím cơ. Nó muốn mua một cái các bạn, nó rất muốn mua một cái. Và cái sản phẩm mà nó nhắm tới á, có cái giá dao động từ 5 cho tới 6 triệu. Thì thôi tôi lấy ở đây là 5 triệu đi ha. Nếu nó muốn mua cái bàn phím cơ này thì đồng nghĩa với việc nó phải trích ra tầm 5 triệu trên cái lương của nó để mua sắm. Và đây là một cái số tiền không nhỏ đối với nó. Nếu bạn có nhiều tiền á, thì một cái bàn phím cơ 5 triệu nó chả có nghĩa lý gì hết. Nhưng liệu có hợp lý hay không? Nếu một người có thu nhập không quá cao bỏ hẳn 5 triệu ra để mua một cái bàn phím cơ nha, thì cái cách dễ nhất để ra quyết định đúng đắn trong tình huống này á, là các bạn hãy ngồi và viết ra cái kế hoạch sử dụng cái sản phẩm mà các bạn định mua. Bạn sẽ dùng cái bàn phím cơ này như thế nào? Thì với thằng em của tôi bắt nó phải làm cái điều này. Nó phải đặt ra những câu hỏi là ngày nào em cũng sử dụng và gõ cái bàn phím này đúng hay không? Ha? Và bây giờ mày muốn hàng ngày gõ phím nhiều hơn trước đúng không? Thì sau đó mới phát hiện ra thằng em của tôi là designer, tức là một người thiết kế. Nó xài chuột nhiều hơn xài bàn phím. Nên là bây giờ nó sinh ra một cái viễn cảnh. Tuy là cái bàn phím cơ này gõ đã đấy, thú vị đấy, nhưng nhu cầu sử dụng của nó và kịch bản, kế hoạch sử dụng của nó mỗi ngày không cao, thì mua nó phí. Ha, và nó đã hiểu ra, nó delay lại. Và một cái quyết định mua sắm đường đột, gọi là bộc phát, thậm chí là lãng phí, đã được ngăn chặn ngay từ đầu. Rất đơn giản đúng không các bạn? Nên nhớ nha, phải có kế hoạch sử dụng một sản phẩm nào đó khi các bạn muốn mua nó, để tránh lãng phí và tránh mất tiền không cần thiết. Rồi hello các bạn, đây là cách thứ 9 để có thể giữ tiền. Và cái cách này tuy không liên quan mà lại liên quan dữ dội. Đó là gì? Hãy biết giữ sức khỏe. Các bạn có biết là chi phí y tế là một trong những chi phí cao nhất không? Thiệt hại gây ra do sức khỏe rất cao. Thứ nhất là cái thiệt hại mà ai cũng nhìn thấy được, đó là chi phí cho thuốc thang. Mỗi một lần đi khám, và nếu mà khám cho những cái vấn đề sức khỏe nghiêm trọng thì tiền rất cao. Đó là chi phí dễ thấy nhất. Nhưng còn rất nhiều những cái giá phải trả nó kéo theo nếu sức khỏe của các bạn không tốt. Ví dụ các bạn đi khám một ngày đi, thì các bạn phải xin nghỉ một ngày đó. Lương ngày hôm đó hoàn toàn có thể bị mất đi, đúng không? Đương nhiên sẽ có người dùng cái phép. Nhưng nếu trường hợp hết phép thì ngày hôm đó coi như là mất thu nhập của một ngày. Rồi chưa hết, khi sức khỏe của các bạn không tốt, năng suất làm việc của các bạn cũng giảm. Và người khác nhìn vào bạn, cái sự đánh giá của họ dành cho bạn có thể thay đổi. Những cái con đường thăng tiến có thể bị chặn lại vì họ thấy bạn không đủ sức khỏe để làm, đúng không? Thành ra phải nhớ, muốn giữ được tiền á, thì trước đó nên ưu tiên giữ sức khỏe trước. Có sức khỏe thì các bạn sẽ khỏe hơn rất nhiều về cái mặt tài chính nha. Thì có một cái tin vui là tôi cũng đã có làm một cái bài để chúng ta có thể ứng dụng và áp dụng. Và qua đó có một cái sức khỏe có thể gọi là toàn diện, cả thân cả tâm nó tốt lên.
thì tôi cũng gắn cái bài giảng đó ở cái dấu chấm than ở cái góc bên phải màn hình trên cùng á. Các bạn cũng có thể bấm vào đó để xem cái bài đó. Rồi, đây là cách cuối cùng để chúng ta có thể giữ được tiền, đặc biệt dành cho những người hay hết tiền, những người hay có những cái quyết định xài tiền nó đường đột, nó bộc phát rồi sau đó mình hối tiếc ha. Cách thứ 10 này có tên là gì? Đó là sống thử nha. Để biết các bạn có thực sự cần một cái món hàng nào đó hay không, một cái sản phẩm nào đó hay không và có thực sự nhất thiết phải chi tiền hay không thì chúng ta nên sống thử với cái sản phẩm đó. Sống thử ở đây là xài thử, là trải nghiệm thử, gắn kết thử với nó để biết mình có thực sự muốn và cần nó hay không, hay là thực ra mình không hề cần nó. Rất nhiều sản phẩm các bạn, bạn hoàn toàn có thể sống thử với nó. Tôi có rất nhiều người bạn và họ rất mê mua xe hơi. Và rất nhiều người trong số đó đã muốn lấy sạch sẽ cái số tiền mà họ truy cấp và tiết kiệm. Họ muốn lấy sạch số tiền đó để mua xe hơi. Và thậm chí chưa đủ, họ còn muốn đi vay thêm để mua nữa. Thì tôi thấy, ok, fine, tốt. Nếu muốn mua thì ok, nhưng mình thử, mình sống thử với nó thử coi. Có mình có thực sự cần nó hay không? Bạn có thể bỏ ra vài triệu để thuê xe và tự lái. Bạn có thể thuê một tuần cũng được, xài chiếc xe đó đi, nha. Sống với nó đi, trải nghiệm những tiện nghi và cũng như những rắc rối mà nó mang lại. Để cuối cùng hết, bạn phát hiện, bạn tìm ra liệu bạn có thực sự cần chiếc xe hơi đó hay không. À, lúc đó câu trả lời nó sẽ đúng hơn rất nhiều. Nếu bạn phát hiện ra, à, xe hơi, thích thì thích thật, nhưng mỗi lần đi ăn vặt, đi ăn lề đường nào đó, kiếm chỗ đậu rất khó, kẹt xe cũng rất cực, bảo hiểm cũng khá mắc, duy trì, nuôi xe cũng khá tốn kém, và bạn không có khả năng trả cho những cái đó. Bạn cảm thấy, à, thì ra mình chưa hợp để mua xe. Thì ok, bạn chỉ mất cái phí thuê xe lái thử thôi. Và bạn không phải chi hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng để mua một chiếc xe mà bạn không thực sự cần. Cái quyết định đó rất tốt cho bạn chứ. Còn nếu bạn cảm thấy ok, tôi xài và tôi chịu được hết tất cả những điều phiền toái mà chiếc xe mang lại vì tôi cảm thấy là tôi chơi dư sức, thì thôi cứ mua. Đúng không? Quyết định dựa trên cái việc sống thử với sản phẩm đó, nó rất có lợi. Bạn mua sách cũng vậy. Bạn đứng đó bạn đọc vài chục trang, bạn thấy thích bạn mua, thì khả năng bạn xài được cuốn sách đó rất cao so với việc bạn mua một cách đường đột thông qua cái bìa. Đúng không? Nên hãy nhớ nha. Rất nhiều sản phẩm bạn có thể sống thử với nó. Và sau khi sống thử, cảm thấy thực sự cần, cảm thấy con tim mình thực sự rung động, thì lúc đó mua cũng chưa muộn. Rồi ok các bạn, như vậy là tôi đã vừa mới kể qua 10 cách để các bạn có thể giữ được tiền. Các bạn thích cái cách nào nhất và các bạn muốn tôi làm thiệt là sâu sắc về cái cách đó cho một cái video thực sự dài á, thì các bạn comment cho tôi biết ở một comment nha. Bây giờ tôi để tầm 5 giây cho các bạn comment ha. Rồi ok, tôi hy vọng là các bạn đã vừa comment xong và cho tôi biết được bạn thực sự thích cái chiêu nào nhất để tôi có thể phát triển nó rộng hơn và đầy đủ hơn trong tương lai ha. Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem cái bài giảng ngày hôm nay. Cái bài giảng về chủ đề quản lý tài chính cá nhân này thực ra là tôi còn có nhiều hơn nữa chứ không riêng một bài này. Thì ở trên màn hình tôi đặt thêm các bài cũng về cùng chủ đề này. Thì các bạn hoàn toàn có thể bấm vào để xem, để cái góc nhìn của chúng ta về tài chính cá nhân nó sẽ đầy đủ hơn và mình sẽ có những cái quyết định đúng đắn hơn nha. Tôi để trên màn hình đó, các bạn cứ bấm vào nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì bye bye và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau các bạn nha.